Hello anh em, thì hôm nay Thế Minh sẽ tiếp tục bày bạn về phần mẹo nhường, cấm và giành. Thì đối với nhường có nghĩa là sao? Là biến hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, là biển báo cảnh báo nguy hiểm. Và các bạn biết rồi, khi chúng ta biết nguy hiểm ở phía trước thì chúng ta phải giảm tốc độ quan sát và nhường đường. Và tại lấy ví dụ đây là biển tam giác đều có người đi bộ, thì cảnh báo nguy hiểm có người đi bộ phía trước thì chúng ta phải nhường đường cho người đi bộ. Rồi qua biển số 2 là biển hình tròn, viền đỏ, nền trắng. Thì ở biển này là người ta gọi là biển báo cấm, vẽ gì thì cấm đó đúng không? Và đây các bạn nhìn thấy là vẽ người đi bộ thì là có nghĩa là cấm người đi bộ đi vào. Ngoài ra biển báo cấm này nó sẽ có những cái tính liên đới mà các bạn sẽ có thể tìm hiểu thêm. Và sang biển số 3 là biển báo hình tròn nền xanh. Thì đối với biển báo này người ta gọi là biển báo hiệu lệnh phải thi hành. Thì tức là hiệu lệnh phải thi hành chỉ chúng ta chỉ làm được một việc gì đó trong cái biển báo này thôi. Người ta chỉ gì thì làm đó ha. Ví dụ như biển số 3 đây là chỉ đường dành cho người đi bộ thì chỉ có người đi bộ được đi vào, tất cả các phương tiện không được đi vào. Và các bạn phải áp dụng ba cái quy tắc này để nhớ cái mẹo của chúng ta là gì. Vàng thì nhường, đỏ thì cấm và xanh thì dành. Có nghĩa là sao? Các bạn đọc trên đề, người ta hỏi biển nào phải nhường thì chọn biển màu vàng. Người ta hỏi đường nào đường cấm, chọn biển màu đỏ. Và đường nào đường dành thì chọn biển màu xanh. Thế là ví dụ như câu 329, gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ. Thế đây chúng ta thấy có biển số 1 là biển tam giác đều, viền đỏ nền màu vàng. Thì chúng ta quý ngay đáp án số 1 cho thầy luôn. Và cuối cùng chúc bạn áp dụng cái mẹo này thật tốt, thi tốt và hoàn thành tốt bài thi của chúng ta. Và đừng quên follow thầy, kênh của thầy. Và thầy sẽ có 3 khung giờ live hỗ trợ cho bạn là gì? 7 giờ sáng, 11 giờ trưa và 19 giờ tối hàng ngày ha.